Ngôi chợ Thành Triệu này thuộc địa phận huyện Châu Thành, Bến Tre, được xây dựng từ năm 1920 và đây cũng chính là nơi hai cặp cha con sẽ thực hiện nhiệm vụ tiếp theo của chương trình Cha Con Hợp Sức. Nhiệm vụ 6.1. Trong 15 phút, hai con hãy đi mua 4 món đồ theo các phước hình mà chương trình cung cấp. Mỗi món đồ mua đúng trong thời gian quy định được cộng 1 điểm. Con xem bức hình con nhìn cho kỹ không? Giống như cá nè, cá, rau hay là khoai tây gì đó. Nha, thầy mua theo đúng bốn món đó. Nếu lỡ đó mang mắt có sao? Thì mua ít thôi. Nó mua con có 50.000 thôi đó, là mua 4 món. Nó bán con 10.000 thôi nha. Nhớ giữ tiền cho kỹ trước khi con mua xong á. Dạ. Con hỏi cô ơi bao nhiêu tiền, rồi con kêu giữ tiền thối rồi con cầm đồ đó, nghe không? Dạ. Và đây là 4 món đồ hai con phải tự đi mua trong vòng 15 phút. Đậu xanh, nón lá, dừa tươi, kẹo dừa, mua cho đúng nha. 15 phút bắt đầu. Đi từ từ đó con, nhìn hình đi, số. Con lấy mấy trái? Một trái hả con? Dạ. Con mua chừng bao nhiêu? Một lần. Một lạng thôi không? Dạ. Hay là hai lạng nha. Hay là hai. Hai. Đó lớn lên. Dạ. Con lấy hai lạng. Quá. Hai bên này. Con lấy quà không? Hỏi tiền cho con bà. Hả? Thôi con hỏi. Dạ, cô biết cái chỗ bán kẹo giống vậy không? Chợ này chợ dừa Thanh Long. Dạ. Chợ đâu? Cô biết chỗ nào? Biết. Dài đường. Lâu. Quốc lộ nè. Cái quốc lộ nè. Muốn gì nữa? Con dừa. Con dừa đấy nè. Con qua quầy đây nè. Đó, dừa đó. Con dừa nữa là 10 ai? Con dừa tới này không? Tới này cũng được. Hả? À, tới này cũng được hả? Dạ. Con bỏ vậy, con bỏ thì hư cái nón của con á. Giờ con lấy cái nón giờ dạ, con đổi lên được không? Đổi đi. Mua nón không có quay rồi sao con đổi? Đó, con bưng. Đã 7 phút trôi qua, trong khi Hữu Duy mua được một trái dừa, đậu xanh thì cô bé Ngọc Anh đã mua được đậu xanh, nón lá và trái dừa, nhưng cả hai trái dừa đều không đúng theo hình chương trình cung cấp. Nhà đậu xanh. Đậu xanh là không phải dừa này bà ơi. Mặt chưa đưa tiền nữa. Mà đang có dừa xanh con ơi. Không tìm được dừa xanh rồi. Rồi giờ con đi mua kẹo dừa đi. Mua kẹo dừa trước. Cái gì ngay chỗ cái bà bọc mặt đó. Chị để con mua sao sổ. Quá. Con mua kẹo dừa hay gì hay lọ kẹo kiếm lọ kẹo. Để kẹo. Lại tập quá kìa. Đây nè. Không khóa nè. Chỉ xuống lò kẹo thì chỉ lò kẹo cho. 10.000. Bé cho con hai lò kẹo dừa. Ủa hai. Em nó mua nóng láo nhỉ. Chưa. Gì? Cho đi bé hộp bông dừa nó mấy ngàn gì? Cái hộp màu xanh đó bà. Hộp màu xanh là mấy ngàn ạ? 25 ngàn. Con có nhiêu đây rồi bà? Tươi à. Vậy thôi tháo lên quá rẻ rồi đó.
10.000 thôi. Đang mua cái này nữa. Dạ đó, riêng mà. Hai người mua riêng. Dễ. 10 cục. Con. Dạ. Dạ vừa hả? Hả? Dạ. Dạ vừa. Cái màu xanh phải không? Dạ. Đó đẹp vậy. Con mình mua dừa xanh trước là lát không biết không? Mua mấy cái nhẹ trước. Về tới nhà là xích con mẹ con ra luôn. Con vậy là chết rồi, những cái dừa thôi. Đây, trả lại con. Sau dừa, Hữu Duy phát hiện ra kẹo dừa của mình mua cũng không có đúng. Nào mà bán giống này không? Giống giống y chang. Giống hình vậy. Để dạ. Để sáng mà bán cho. Vậy là cái đó không đúng. Tại đi con. Hết mình luôn nha. Dừa xanh hả? Dạ. Bà không có bán con. Con ở đâu đây? Anh đi mua đồ để làm nguyên liệu. Vậy hả? Giỏi dữ vậy ta. Dừa xanh con lại đằng cái quán nước đằng kia kìa. Quán nước đằng kia mới có dừa xanh. Yeah. Phải giống như vậy. Giống á. Giống y vậy kia. Mà cái vỏ này á là tháo ra là giống vậy hả? Giống luôn đó. Mua được dừa chưa? Nè, em sai cái này rồi. Lại đổi đi. Cái vậy là đủ rồi nè. Còn cái dừa. Cái kẹo dừa. Cái kẹo dừa màu xanh hết. Lại đổi lại cho con nè. Hồi nãy là lấy lộn hết à. Rồi. Cảm ơn bà. Cái nó ngon bán nhiều cô. 30 hả con? Dạ. Cái nó 30 quá. Đây 5 kiếm. Bà ơi. Ở đây quán có bánh dừa xanh giống nhiều không bà? Dạ. Mua dừa xanh. Mua gì con? Dừa xanh. Dừa xanh nữa. Cô ba hả? Con gái. Chú. Chú mua. Chú biết chỗ nào mua dừa xanh không? Dừa xanh. Dừa xanh. Con lại có hỏi cô á. Con lại có hỏi cô áo hồng rồi. Nhìn về mắt này, có lẽ Hữu Duy vẫn còn đang tự hỏi, đây có phải ba mình? Trong khi đó, nhân vật bí ẩn này vẫn lẽo đẽo theo sau Ngọc Anh. Nghe. Mà chưa ăn bánh đi. Dù vẫn còn đang hoài nghi về bánh người đàn ông này, nhưng Hữu Duy vẫn vô tư ăn bánh từ người lạ cho, quên cả lời dặn từ chương trình. Vì mình đi một mình, cho nên là vào trong chợ có rất nhiều kẻ lạ, đúng không? Người lạ đúng không? Hai bạn phải cẩn thận nhé. Ba ơi, bán cho con một trái dừa xanh. Bán nguyên quầy có bớt không? Bán mẹ bán trái 6.000 hả? Mua dừa hả? Dạ. Mấy trái? Dạ một trái thôi. Mua một trái thôi. Con hả? Con bánh đi. Có lẽ Hữu Duy còn lo lắng khi còn chưa mua được dừa tươi như yêu cầu của chương trình. Cho nên, cậu bé không để ý gì đến người đàn ông vẫn cứ đi theo mình như vậy. Dừa xanh 5.000. Dừa hả? Dạ. Con uống hay gì? Dạ. Qua đây gì cho đây? Đâu? Qua đây gì cho một cái?
máy à. Đây chú đợi nha. Con đi đâu đó? Con đi đâu vậy? Con có qua đường không? Chú dắt con qua đường nha. Dạ có. Chú dắt con qua đường nha. Dạ. Rồi, cái chân xe nha. Rồi, đây với em chú đợi nha. Rồi, chú dắt con qua đường nha. Ủa, con đi đâu vậy? Mấy đứa để đi tiếp, nên đi hỏi tiếp. Vô chỗ này đứng nghỉ chút xíu đi ha. Này chú có bánh nè, chú cho con bánh con đỡ mệt nè. Dạ ơi. Ủa? Dạ ơi, khỏi chú ơi. Vô đây đứng nè, cho nó đỡ mệt, cho nó mát. Cái chậu vô nó mất tiêu. Ủa con mua gì cho ba con vậy? À, chứ trước mặt con á, ăn hết cái bánh đi rồi đi trước mặt con á. Bây giờ có cô đứng chờ kìa, à, thấy đóng dừa không? Con đi vô mát đi, đừng có đi ra ngoài nắng nương bị cảm bệnh đó. Không sao chú. Dây dày con bị sốt rồi kìa. Xong chưa, con mua đồ xong chưa? Dạ rồi. Giờ con đi đâu vậy? Về chỗ ba con hả? Chỗ ba con ở đâu? Dạ bên này. Đây đây, đây chú lệnh cho. Ở giờ chú cho con cái bánh con ăn, lát về con ăn nha. Dạ thôi, con không ăn đâu chú. Cô cho ăn. Trong khi Hữu Duy ăn ngon lành cái bánh mà chú người lạ cho, thì Ngọc Anh vẫn cương quyết không nhận bánh kẹo gì cả. Cho con trai của chú một món, cho con một món. Con không lấy đâu chú ơi. Lấy đi, chú thấy con dễ thương quá, chú cho con á. Con không chịu lấy đâu. Tại sao vậy? Con đang đi thi. Chị đi thi đi, cứ ăn bình thường chứ có gì đâu. Vậy con, chú cho con dạ, bánh chú này. Chú dắt con qua ơi. Chú dắt con qua hả? Dạ. Con xong nhiệm vụ của mình chưa? Dạ chưa. Chưa xong nhiệm vụ mà dạ, chú dắt con qua làm qua gì? Đi. Dắt qua đường luôn hả? Dắt qua là xong nhiệm vụ của con rồi. Thôi vậy muốn dắt qua thì chú cho thằng cái bánh cho con ăn. Con chịu đâu. Để em cầm cái kẹo đi rồi chú dắt con qua. Đồng ý không? Đồng ý không? Đi vô đây đứng để xe được không? À. Không chú. Rồi. Cảm ơn con nha. Dạ, chú cho con cái kẹo đi. Rồi, rồi chú dắt con qua đường ha. Con không lấy đâu. Không lấy, thôi, con gì đâu đi qua anh Duy. Được ba đâu rồi? Không biết. Được ba, anh mua được cái dừa rồi. Em mua được cái dừa rồi. Tổng cộng là 4 món. Là một cái nón này, trái dừa này, kẹo dừa và đậu xanh. Như vậy là bạn Duy có 4 điểm. Xin chúc mừng bạn Duy. Thế còn bạn Ngọc Anh nào? Ngọc Anh mua được những món gì? Dạ, con mua giống mình Duy luôn. Con lấy, con để ra nào. Dừa. Mến. Đậu xanh. Rồi. Kẹo dừa. Rồi. Lê năng lá. Rồi. 15 phút, hai con đã mua xong 4 món đồ theo yêu cầu của chương trình. Nhưng điều đáng nói là sự xuất hiện của hai nhân vật bí ẩn. Đó là ai? Con gặp cái chú bảo vệ đó. Lúc này đang đi mua dừa. Chú bảo vệ đó là ai? Chú bảo vệ đó, chú trả bánh cho ông nó lấy. Tại sao con lại không lấy? Tại con sợ người lạ lắm. Thế con bạn Duy thì sao? Chú quên bảo cho con gặp những ai? Gặp chú đó. Ừ. Sao? Chú đó cho bánh con mà con quên, con lỡ lấy. À, con lấy xong mà con có ăn không? Không có. Vậy là con ăn hết một cái bánh của chú cho con rồi ạ? Dạ. Rồi, con có biết là ba mình đang ở đâu không? Dạ không. Rồi bây giờ xin mời hai ba vào vị trí. Mình thấy rõ ràng rồi. Nghe giọng nói giống ba là biết rồi.
biết rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng. Con nhận được ba. Con nhận được ba. Con mua hết rồi nha. Yeah. Rồi, bánh ngọc anh thấy ba mình như nào nào? Chắc như là con ma. Thế con bé Duy thấy trong ba mình như nào? Dạ con ba giống đi ngồi đi ngủ đang đi trên đường. Ba cải trang và tìm cách tiếp cận con, thuyết phục con ăn bánh hay kẹo mà không được để con phát hiện ra mình. Đây là cách giúp ba biết được con sẽ cư xử như thế nào khi gặp người lạ. Từ đó, hướng dẫn con cẩn thận hơn với người lạ và nên tìm đến đám đông an toàn hơn. Tuy nhiên thì trong phần thi vừa rồi thì vì các con chưa chỉ đích danh đây là cha mình, cho nên hai ba vẫn thành công trong nhiệm vụ cải trang. Vì vậy mà các con vẫn chưa phát hiện được hai ba. Nhưng mà bé Duy đã ăn hết một cái bánh do ba mình mời. Mà nhiệm vụ của cha là nếu cha cải trang thành một người xấu tiếp cận con mà mời con ăn một cái bánh mà con ăn hết, như vậy là cha được điểm. Cho nên là ba Mai trong nhiệm vụ này thì đã được một điểm. Nhưng mà ngược lại, bé Ngọc Anh đã không ăn đồ của người lạ, cho nên bé Ngọc Anh cũng không được một điểm. Như vậy trong nhiệm vụ này mỗi nhà được một điểm. Xin chúc mừng.